Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Ở video trước thì mình cũng đã cập nhật bạn về cái dự án WQuay với cái yêu cầu mà đủ điều kiện để mà chụp nhanh cái ảnh Aesop TGE vào ngày là 27 tháng 10, thì hôm nay cũng đã là ngày 9 tháng 10. Và ở cái video này thì mình cũng nhấn mạnh cho bạn một cái nhiệm vụ mà gần như là nhiệm vụ bắt buộc để mà đủ điều kiện nhận Aesop, chính là nhiệm vụ mà claim theo cái quyển nịch đây. Thì cái mục này cũng là một trong cái nhiệm vụ mà yêu cầu khắt khe dự án để mà chứng minh là con người thực đủ cái điều kiện Aesop, bằng cách là mỗi một ngày các bạn đăng nhập vào cái app WQuay và các bạn bấm cái mục claim cái phần thưởng ở đây, thì tương đương từ đây đến ngày 27 tháng 10 các bạn phải có tối thiểu là từ 10 ngày, còn nếu các bạn lớn hơn là 10 ngày càng tốt trong cái sự kiện mà check in nhận phần thưởng ở đây. Đây các bạn nhìn thấy là cái bài viết này, dự án yêu cầu sẽ là chụp nhanh cái Aesop TGE vào ngày 27 tháng 10. Và một trong cái nhiệm vụ mà mình muốn là cập nhật cho bạn ở cái video ngày mai chính là cái nhiệm vụ mà các bạn phải có ít nhất là 10 ngày hoặc là lớn hơn 10 ngày càng tốt ở cái mục là check in mỗi ngày. Đây chính là cái nhiệm vụ ở cái quyển nịch ở đây. Thì cái nhiệm vụ này nếu như mà các bạn không đủ là 10 ngày trong từ ngày hôm nay đến ngày 27 tháng 10 thì mình sẽ không đủ cái điều kiện tiêu chí để nhận Aesop dự án nhé. Ở cái mục tách thì các bạn nhìn thấy có cái quyển nịch này, chính là yêu cầu mình phải có ít nhất là lớn hơn hay là bằng là 10 ngày từ đây đến ngày 27 tháng 10. Thì như vậy hàng ngày bạn đăng nhập vào đây để mình sẽ check in. Thứ nhất thì mình sẽ nhận cái đồng WQuay, và thứ hai thì là một trong cái tiêu chí để mà nhận Aesop của dự án vào ngày là 27 tháng 10. Còn lại những cái nhiệm vụ đây như là mình check kinh thì bạn nhớ nó cũng phải có là lớn hơn hay là bằng là 10 cái phần thưởng đặt cược ở đây thì các bạn mới đủ cái tiêu chí nhé. Và các bạn nhớ bạn nào mình chưa connect ví tôn thì bạn nhớ là vào đây các bạn là connect ví nhé. Chẳng hạn đây là cái mục mà mình đã liên kết với ví tôn của là dự án. Nếu như mà các bạn muốn thay đổi cái ví khác thì các bạn có thể bấm vào chỗ là đi connect ở đây để mình sẽ lựa chọn cái ví khác mình liên kết vào trong dự án nhé. Mà còn đến cái mục mà WQuay Aesop này thì chính thức là vào ngày 27 tháng 10. Dự án sẽ chụp nhanh cái dữ liệu người dùng để mà đủ điều kiện. Thì yêu cầu từ đây đến ngày 27 tháng 10, thứ nhất các bạn phải đủ cái tiêu chí của dự án, bao gồm cái thứ nhất là liên kết ví tôn này, verify account này, và các bạn phải có là 10 cái ngày check in mỗi ngày để mình nhận cái phần thưởng này. Phải có ít nhất là 10 cái cổ phần hoạt động này thì mình mới là đủ cái tiêu chí của dự án trong ngày 27 tháng 10 để mà dự án chụp nhanh dữ liệu người dùng. Ngoài ra ở cái mục WQuay này thì các bạn cũng đăng nhập đây, mình sẽ bấm cho nó khai thác mỗi ngày nhé. Và cứ sau 8 tiếng thì một phiên khai thác đây nó sẽ là kết thúc, thì bạn nhớ đăng nhập vào đây, mình bấm lại cho Đào. Và đôi khi nó bị lag một chút ấy, nên là các bạn phải bấm lại một hai lượt thì lúc đấy nó mới là được nhé. Chẳng hạn lúc trước mình đã bấm nó Đào nhưng mình quay lại thì nó báo đây là chưa Đào, mình lại phải là bấm lại cờ lên một lần nữa để mà cho nó kích hoạt cái máy cho nó khai thác ở đây. Rồi như vậy mình đã cập nhật cho bạn về cái tiêu chí, bao gồm một cái quan trọng nhất là check in mỗi ngày để đủ cái tiêu chí dự án. Còn bây giờ mình xin được gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.